Ok, xin chào anh em. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Một cái buổi tối cuối tuần. Xin được cảm ơn các anh em đã chọn cái việc xem video clip của tôi làm cái nguồn giải trí cuối tuần cho anh em. Đây là một cái niềm vui, niềm vinh dự của bất cứ một cái người sản xuất nội dung nào ở trên YouTube. Cảm ơn anh em rất nhiều anh em nhé. Và đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Lê Vinh Hiệp và anh em Nguyễn Lâm Vũ đã donate ủng hộ cho kênh. Cùng với đó, tôi xin được cảm ơn anh em MX Việt, anh em Mergin Bu, anh em Nguyễn Việt Anh, anh em Trần Mạnh, anh em Lương Duy, anh em Thọ Nguyễn, anh em Quang Minh Trần, anh em Quang Phan Tuấn Cơm, anh em Cua Hơi Kỳ Cục. Và cuối cùng là anh em Phạm Nhật đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Xin được cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em hàng tháng để ủng hộ tôi. Một lần nữa xin cảm ơn các anh em rất nhiều. Và tiện đây tôi cũng xin nhắc anh em Quang Minh Trần là cái clip tri ân anh em nhân cái kỷ niệm anh em đạt được cái huy hiệu 15 hội viên ở trên kênh thì cũng chưa có thực hiện được. Lý do là anh em chưa có một cái yêu cầu gì cả. Đấy, thì tôi cũng xin nhắc anh em là nếu mà anh em mong muốn tôi chơi cái bộ gì thì anh em có thể comment ở dưới cái clip này, hoặc là inbox fanpage cho tôi. Đấy, hoặc là nếu mà anh em không có cái yêu cầu gì đặc biệt thì tôi có thể tự làm luôn. Thì tôi sẽ lên kịch bản đạo diễn một cái clip hay để làm cái clip chiên anh em nhá. Đấy, đấy tùy thuộc vào anh em thôi. Thường thì những cái clip mà anh em có cái đề bài mở ấy thì thường thì nó sẽ hay và hấp dẫn hơn do cái việc là cái sự sáng tạo trong cái việc xoay bài ấy. Đấy, bởi vì là đang chơi ở mức rank queen thì nếu mà định hướng từ đầu thì thực sự là nó rất khó chơi. Rất khó chơi đấy anh em ạ. Bài nó ra gì chơi đấy thì nó vẫn là tuyệt vời hơn. Đấy, với cả nó phải dựa theo đồ nữa. Nên nhiều khi là có những cái đề bài mà nó đóng quá ấy, thì thực sự là nó rất khó chơi. Và nó cũng sẽ không có thể hấp dẫn được bằng là có một cái đề bài mà nó mở ra để tôi có thể là tôi tự sáng tạo. Đó. Đấy, như cái trận đấu này thì xem nào. Đồ này thì bây giờ tôi cũng chưa chốt ở đâu. Bài nó ra không giống như đồ. Đấy, ở đây là ghép cái duy nhất mà có thể là gọi là ngon nhá. Nó chính là cái hai tia. Nhưng mà bây giờ nó phải ra một cái con mà nó xài cái đồ này thì tôi mới chơi được. Đấy. Liệu rằng nó có phải là Fallen Shaman không? Đầu game không có búa xét thì đánh chuỗi thắng là sẽ không được à? Ui, không ổn rồi anh em ơi. Bài ra cực kỳ linh tinh luôn. Quá tệ. Đồ không có. Tôi nghĩ là chắc là trận này sẽ eco đấy. Anh em ạ, đồ này không chơi được. Đồ này ấy, chỉ ít thì nó phải cho tôi, nếu mà không được búa xét nhá, thì nó sẽ phải là một cái có thể là một cái giáp thép để đánh chuỗi thắng đầu game. Thôi, rồi bán đi anh em ạ. Không có gì để chơi được ấy. Nó không ghép được cái gì luôn ấy, bởi vì nó toàn nhẫn anh em ạ. Không được. Đồ này nếu mà có ghép được cái hai tia thì nó phải ra những cái con, ít nhất là con Hunter, hoặc là khỏe hơn nhá, nó sẽ phải là con Light Blade Line giai đoạn đầu game để đánh chuỗi thắng. Đấy anh em thấy không, mày đấy. Ra bài linh tinh lắm. Ra bài cực kỳ linh tinh luôn. Tất nhiên là tôi cũng sẽ tích bài. Rồi ok, để bỏ bớt mấy cái con này ra đã. Tạm thời tôi cũng chưa biết chơi gì nên là tôi pick một vài con mà tôi đánh lừa máy tí nha anh em nhá. Big bomb với máy bay ngại gì mà không pick, đúng không anh em? Ngại gì đâu, nhờ tí nữa lại Goblin lại phá đảo thôi. Đùa đi thôi, chứ còn tôi pick thì mày nó không cho đâu anh em ạ. Lừa máy tí. Ui giời, ôi, có thằng Eco này. Hợp lý. Hợp lý anh em. Chúng ta phải chơi, nó cũng phải có người đóng vai trò là cái người phá chuỗi chứ, đúng không? Đấy, hợp lý đấy. Đằng nào chúng ta cũng khá yếu, chúng ta cũng sẽ phải phá chuỗi thôi. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi có một cái là tôi sẽ tích cờ khá là nhiều phía dưới nha anh em nhá. Đấy, nên là phá chuỗi một cái là chúng ta có thể bỏ bài và chúng ta đánh được. Đợi cái lúc đấy phá chuỗi thì tôi cũng muốn là chúng ta sẽ có khoảng thời gian chúng ta tích bài dần. Đây rồi. Line Blade Line này. Nhưng mà bây giờ tôi có 20 tiền. Đấy, tôi lại đang có Goblin. Cái nữa tôi đang chọn Goblin. Ở đây là có cái bắn lan đấy. Cái hai tia này cũng rất là thích hợp để chơi Clay. Nhưng mà tôi thích chơi Goblin hơn đấy. Ui giời.
liệu rằng hôm nay Tuấn Cơm có chơi Goblin không? Nói thật với anh em là chắc là cái kênh này một năm chơi Goblin một lần. Riêng cái bộ Warrior và Goblin là hai cái bộ mà tôi phải nói thật với anh em là chả giờ chơi, rất ít chơi luôn. Về căn bản là hai cái bộ đấy thì một cái bộ thì hên xui, với cả một cái bộ thì nó khá là đần, nó cũng chả múa nhiều đấy. Hai bộ đấy thì rất ít chơi. Nên là chắc chắn là cái việc pick ấy nó chỉ đóng vai trò là lừa đảo thôi. Anh em ạ, nó lừa máy thôi. Đánh lừa để cho máy nhận ra là tôi đang có ý định ở chơi Goblin. Thế là nó sẽ chuyển tôi, nó sẽ cho tôi những quân bài khác. Đấy, ví dụ nha, nó lổ cho tôi một cái con co nhẹ nhàng thôi, Medusa. Đấy, cáo được. Đấy thì rất dễ để có thể xoay. Nha anh em nhá, cáo ở Medu này. Hoặc là cái gì, da, ui tuyệt vời luôn. Da thì quá tuyệt vời. Đồ này tôi nhận thấy là có thể chơi mết được rồi đấy. Nhưng mà thôi cứ từ từ, chơi gì thì cứ từ từ đã. Rồi, cái thằng kia nó sẽ có ý định là nó phá chuỗi của tôi. Mà nó chơi cái gì đây? Khả năng cao nó sẽ là Glacier. Khả năng cao nó sẽ là Glacier. Bởi vì làm sao? Bây giờ chắc là meta Glacier đang khỏe, nên là nó eco chơi Glacier. Vẫn chưa gặp luôn. Thực ra bây giờ chưa gặp thì cũng không sao, bởi vì là chúng ta chưa có eco ấy. Ui đây có con gấu này, mua gấu nhỉ. Tí nữa mà cho con gấu này vào câu tí gấu. Ok, bán này đi. Rồi, không có Fallen Volley gì đâu, nên là tôi sẽ không có mua những cái con Druid. Đầu game thì cứ từ từ đã anh em ạ, chưa biết được thế nào đâu. Nó ra một cái con nào đấy mà nó có khả năng làm co. Những cái con sau đây có khả năng làm co này. Con Fallen Witcher là đương nhiên rồi nhá, đang meta đang rất là mạnh. Con Siren. Đấy, con có thể là con Avisal Clyde cũng được, Avisal Clyde cũng được. Quay xe vẫn kịp. Đấy, Avisal Clyde này. Rồi con Dragon Clyde, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Dragon Clyde. Gì nữa? Cáo. Đây rồi, cắt chuỗi ở đao 9, quá hợp lý luôn. Rồi ok. Đấy, con này lên 2 sao là bỏ bài vào được rồi này. Đồ chắc là chốt luôn cái này đi. Cái món này ấy, chơi đội hình nào cũng chơi được. Đấy. Bây giờ cái món cái món này này là có vừa chơi Fallen được nhá. Đấy, vừa chơi Siren được. Mà nói chung là chơi gì cũng được anh em ạ. Ngọc ngọc mà giảm hồi chiêu hoặc là tí nữa chúng ta sẽ ghép cái RO ấy. Nó chơi được nhiều đội hình lắm anh em. Đấy, Goblin quá là ngon luôn. Bom là đặt hai của bom nguyên tử. Anh em nhớ cái trận mà tôi chơi Greater mà kẹp 5 đô không? Đó. Rất là mạnh, RO rất là mạnh. Hoặc là chúng ta có thể chơi God rớt dập hai lần. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể chơi vẫn là mết nhưng mà là 9 mết phách chẳng hạn. Máy bay thả ra 4 quả tên lửa. Quá kinh khủng luôn. Rồi, để xem nó sẽ là cái gì. Chưa tính đến cái việc là tôi có thể chơi Fallen Witcher. Đấy, Fallen Witcher cầm RO hơi bị khỏe. Có Siren, đấy, với cả Tsunami hai lần khống chế cực kỳ kinh khủng luôn. Tôi nghĩ là một cái RO là một cái hợp lý. Ui, sao rồi? Thì chốt mết rồi anh em ạ. Ra cái chuyện phép với cái RO. Ok, nhưng mà cái đồ này nó lại món này lại không ngon lắm. Nhưng mà thôi, không sao. Được, được, chơi được anh em nhá. Chơi được rồi đấy. Bây giờ tôi up lên 6 là tôi có thể nhét thêm được cái hệ Metalist vào. Nhưng mà thôi, để sau cái round này đi. Từ từ đã. Chưa biết chơi gì anh em ạ. Chưa biết chơi cái gì luôn. Từ từ nha, bình tĩnh nhá. Cứ bình tĩnh, Phong Vũ thì có thể kết hợp với Saman. Phong Vũ Saman. Phong Vũ Metalist Saman. Đó, kẹp với cả 4 cọc cũng rất là ok. Nói chung là cái tầm này thì bài nó ra gì thì chúng ta theo thôi nhá anh em nhá. Chứ còn tôi cũng chả biết là nó ra là bài như nào đâu. Ơ, ăn được thằng này không? Vớ vẩn ăn được này. Ui giời, ăn được đánh chữ thắng luôn. Hay. Thế thôi, tôi đánh chữ thắng luôn đây anh em ơi. Được đấy. Thôi up cấp nha anh em nhá. Rồi, up cấp đi.
cho Metalist vào. Cảm giác nếu mà bây giờ mà lên 6 nó chưa đủ, up lên 7 luôn, cho luôn thêm một con phong vũ nữa vào. Được không nhỉ? Ờ, như thế này có vẻ nó uy tín không? Không, tôi không nghĩ là uy tín đâu. Nó không, sức mạnh nó không tăng nhiều anh em ạ. Không, bình tĩnh. Có một cái lý do nữa, đấy là tôi để ở cái level 6 ấy, nó sẽ dễ ra cái con Skybreaker hơn anh em ạ. Skybreaker chưa lên được 2 sao, cứ từ từ. Bình tĩnh. Bây giờ đánh giữ máu rồi, up cấp đúng level giữ máu đã. Tôi đã nói với anh em vừa nãy rồi, cái nhiệm vụ của tôi ấy, khi mà tôi bỏ bài ra, đơn giản là tôi cắt chuỗi cái thằng kia thôi. Đấy. Khi có bài cái là tôi bỏ bài vào luôn. Ui mà cái quả này đẩy nhiều quá. 11 máu ạ, vãi đài. À đây rồi, Thunder này. Từ từ nhá. Thunder lại đá qua mết à? Nhưng mà chưa có mết. Chưa có 3 mết. Thôi, tôi nghĩ là cứ từ từ, 50 tiền đã. Từ từ anh em ạ, bình tĩnh. Nếu mà chơi mết thì tôi lại chuyển sang là chơi gót cọc rồi. Ok. Đấy, nó cứ đá qua đá lại như thế thôi anh em ạ. Ờ, nói chung là đấy, nó cũng phải theo bài ra mà. Rồi. Ok, bạn vẫn eco à? Ui giời. Tầm này vẫn eco. Đây này, God of War này. Chơi gót cọc à? I am the God of War, boy. Cứ bình tĩnh, từ từ đã. Bây giờ nha, mà cái con phong vua lên được 2 sao ấy thì tôi lại quay xe lần nữa. Anh em ạ, à, nhiều khi nó lừa ấy, nó cho tôi một cặp này nhưng mà nó lại không lên được 2 sao. Trong khi đấy tí nữa ví dụ nó lổ cho tôi con già thì chắc chắn là tôi quay xe rồi. Đấy, còn nếu mà nó không lổ cho tôi con già thì thôi, thì chúng ta lại từ từ vậy. Nó cũng chưa chốt được đâu, bây giờ cái tầm này chưa chốt được đâu. Chưa chốt được đâu. Nó còn nhiều cái bộ mà chơi được lắm anh em ạ. Tôi lấy ví dụ như là Insectoid là cũng có thể chơi được nha anh em nhá. Insectoid nhưng mà chơi bắn trưởng là cũng được. Đấy. Cứ bình tĩnh. Tầm này chỉ có giữ máu là mỗi round là giết một vài con thôi là được rồi. Đấy, hy vọng là giết được hai con mỗi round, thế là ok rồi. Đấy, round này giết được 3 con, thế được rồi. Ôi kìa, tên lửa bắn đi đâu. Ui giời, chán đời. Tên lửa toàn bắn là những cái con nhiều máu á. Từ nãy giờ tôi để ý con này nó báo hại tôi mấy lần rồi. Ui đây rồi, 3 mét này anh em. Đấy, thế là cái này nó chính là cái cơ sở để tôi quay xe đây anh em. 3 mét rồi này. Thôi rồi, 3 mét cái đã. Gấu thì vẫn cứ phải câu. Biết đâu ở ra con gấu mết anh em. Đấy, ra gấu mết thì nó lại quay xe luôn. Nhưng mà gấu mết tầm này 1 sao thì không ăn thua lắm đâu. Gấu mết tầm này 1 sao thì cũng ra muộn rồi. Ra hơi muộn rồi. Bây giờ ra già đó. Nhưng mà nói thế thôi nhá, bây giờ tôi đang 50 tiền với cả 58 máu đấy anh em ạ. Chưa đến 50 máu luôn, tức là nó rất là ok đấy. Trong khi cái thằng Eco kia bây giờ nó đang chỉ còn có 45 máu thôi kìa. Và còn có 32 tiền nữa nhá. Tôi vừa phải xả tiền để đánh rau quái đấy. Cái tội không mua. Cái tội không mua bài. Ồ. Đùa hơi chán. Úi đời ơi. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Thế chơi mết rồi. Ở đây chúng ta có cái huyết trượng ở đây rồi. Nhưng mà ghép cái RO hơi sớm nha anh em nhỉ. Nếu mà chơi mết mà gót thì cái gậy bão nó vẫn là cái món mà chấn phái. Tầm này thì có vẻ như là cũng chưa ổn lắm. Rồi. Cứ lên 8 cái đá anh em ạ. Giáp cho con nào đây? Con này không? Không. Con này không ngon lắm. Thôi. Để cho con Thunder Spirit nó cầm anh em ạ. Con này nó phải xòe quạt được một lần. Ok. Đấy, ở đây có cái giáp thép là cũng có thể ghép được này. Nhưng mà cũng chưa biết. Bởi vì là tí nữa chúng ta có thể, rất có thể sẽ phải có một slot cho BKB. Anh em nhá. Từ từ đã, cái giáp thép từ từ đã. Mết nó cũng không cần giáp thép đâu. Bởi vì tương lai ấy, late game là chúng ta, cái chơi bộ mết là hay tách đội hình ra lắm, chứ còn không có tụm lại đâu. Từ từ đã.
Chỉ có như này này là chúng ta sẽ phải ghép cái giáp thép và tụm lại này. Là gặp những cái đội hình mà nó đánh tay và nó gây đam mạnh ấy. Kiểu dạng Exorcist này. Đấy. Hay là Beat thì chúng ta hay tụm lại. Còn những cái bộ kiểu dạng như là Hunter này. Đấy, hay là kiểu dạng như là những cái bộ như kiểu Ngũ Long các thứ ấy, là chúng ta sẽ phải tách đội hình ra một chút. Và sợ là nó thứ nhất là úp lồng là một này, thứ hai là gì khống chế. Đấy, nhiều khi chúng ta để một bên ấy khống chế nó dễ lắm, cái bọn khống chế nó chỉ cần là để những con khống chế nó vào chơi năm rồng mà nó để con khống chế con Siren hay là con voi chẳng hạn vào cái vị trí mà nó trước mặt thôi là chết rồi. Thôi lên chỉ luôn anh em ạ, riêng mà ra con này là tôi sẽ ở lên chỉ luôn, lên chỉ luôn. Ok. Ui thiếu một tiền à, bán con này đi, bởi vì tôi vẫn chưa biết chơi gì ấy. Tôi chưa biết chơi gì anh em ạ. Nên thôi, để nó đánh nó cẩn thận. Chúng ta lên 9 nha anh em nhá. 5 đô kẹp vào tầm này, 5 đô là đủ rồi. Đó. Yên tâm. Lancer khỏe luôn. Đánh được. Ok đấy, đánh bây giờ đánh là chuỗi thắng được rồi này. Ui ra già này. Đấy, nó là như thế. Nó là như thế anh em ạ. Thôi được rồi, thế thì chốt được rồi. Chốt được rồi, chốt được rồi. Rồi, 9m, có thể là 9m nha anh em nhá. Chưa ra Grim. 9m vì có Lancer rồi, có già, có gấu. Đấy, là chúng ta chơi được 9m. Con Lancer trong bộ 9m đã đánh nó khỏe lắm. Đồ này có nhá, đồ đánh tay. Đồ đánh tay dùng để cho Lancer đâu. Nhưng mà từ từ đã, tôi cũng chưa chốt đâu. Bây giờ ấy, cái con quan trọng nhất là cái con Grim. Bây giờ mà không ra Grim ấy, đấy mà nó chỉ ra được cái con God, con Grand Herald hoặc là con Sao Evo thôi thì chắc chắn là nó sẽ không phải là 9m rồi. Thằng này ăn được thằng này không? Vẫn ăn được, tôi nghĩ là vẫn ăn được. Vẫn ăn được, 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 vẫn ăn được. Ok. Rồi. Ui rồi, tôi biết là chơi gì rồi anh em ơi. Không phải. Không phải đâu, không phải là 9m đâu. Nó lại như thế cơ anh em ạ. Bây giờ vứt con Lancer ra cho hai con gấu vào ngon hơn không? Thực ra chưa muốn ghép đồ cho Lancer bởi vì đấy, anh em thấy là chúng ta ra con rớt này. Bỏ con gấu vào thay cho con Flame. Này ngon hơn. Tiếc quá là tôi gặp cái thằng có chuỗi rồi đấy, không là tôi cũng khô máu nhưng mà thôi. Chưa gặp lại thằng có chuỗi thì chúng ta đánh cứ bình thản thôi. Cái tầm này thì nói chung là vẫn ok. Ra có đồ thì đánh là cũng ngon rồi. Đấy, có ở rớt giật đau phết đấy chứ. Hai con gấu. Gọi hai con đệ gấu ra, mỗi con rơi vào đâu đấy tầm khoảng 1000 máu. Tăng cơ khá khỏe. Rao này thì tôi không lấy sách, nhưng mà tôi chiến thắng nó được. Tư tế thường ngày á. Saman nhưng mà bây giờ ra hơi muộn. Hay là chuyển về Saman. Nhưng mà thôi tôi nghĩ là chơi gót cọc rồi anh em ạ. Chơi gót cọc. Ra rớt thì chơi gót cọc đó là vô đối. Lên level 9 rồi, gót cọc đánh ở level 9 là được rồi. Không cần lên 10. Ở level 9 tích tiền lên một chút đã anh em ạ. Tí nữa tôi vẫn sẽ vứt lại Lancer thôi. Chắc là Lancer 1 sao gánh kèo thôi. Áo choàng ma pháp, đá ma pháp. Ừ đây rồi, tương lai gậy bão rồi. Đây nha, có... Ui!
Ôi giời ơi. Rồi, xin con mèo nhá. Rồi, cho xin con mèo đây nào. Nhẹ nhàng xin con mèo đây là được rồi. Tầm này xin mèo khi là vớ vẩn xí đến 10 luôn đi lại. Được đấy. Hai con rớt rồi anh em ạ. Vớ vẩn rớt nó còn lên được lực được 2 sao trước con già cơ. Bây giờ quả trứng nó đập cho rớt là được rồi. Ok. Đồ ở đây nói chung là ngon rồi đấy. Rồi, để tôi chốt đồ đã nhá anh em nhá. Đây là có một cái dây chuyển kháng này. Đấy, cái này là phải có. Rồi. Sắp băng dây chuyển kháng nữa này. À tôi chết rồi. Quên. Tại sao tôi lại ghép cái sắp băng nhỉ? Tôi quên mất. Tôi quên mất là cái slot đấy là chúng ta phải để cho con ấy chứ, cho cái gậy bão chứ. Nhầm. Quên lại thấy cái sắp băng. Thôi được rồi, không sao. Đôi khi chúng ta sẽ hơi bị nhầm lẫn một chút khi mà ra đồ nó khá đẹp. Nhưng mà thôi, không sao anh em ạ. Cái giáp băng nó có cái hiệu quả của nó đấy. Nhưng mà cái tầm này anh em biết tại sao không? Nó hơi yếu, chúng ta sẽ phải roll. Đấy. Roll form 6m đã anh em nhá. Không đủ 6m đã. Rồi đủ rồi. Ok. Cứ đủ 6m cái đã anh em ạ. Rồi bỏ con nào đây. Không, con này. Ok. Rồi 6m rồi nó sẽ mạnh. Cứ bình tĩnh. Rớt rớt đấy, rớt phát, đúng rồi. Đấy, hai lần rớt rớt. Hai lần rớt rớt. Nói là bị nhịu. Hai lần rớt rớt, chứ không phải là rớt rớt. Ok. Rồi, có đen hay nát này. Thế chúng ta có God. Nhưng mà bây giờ cái hàng tăng cơ phía trên nó hơi yếu anh em ạ. Cái tầm này yếu quá rồi, roll thôi. Chúng ta sẽ phải form đội hình ở cái level này. Form đội hình đã anh em. Đây rồi. Ít nhất là phải 4 God kết hợp với cả cọc đã. Xong rồi mới tính được. Anh em nhá. 6m kết hợp với cả 4 God kết hợp với cọc. Cọc thì chỉ cần level 1 thôi. Từ từ đã. Chúng ta đang thừa 1m ở đây. Rồi. Đấy, 6m 4 God kết hợp với cọc. Chuẩn bài rồi. Nhưng mà toàn 1 sao. Thế chứ lị. Nhưng mà nó mạnh anh em ạ. Đấy, nó mạnh, nó vẫn là mạnh. Nó vẫn cứ là mạnh, anh em thấy chưa? Bộ này mặc dù là thế thôi nhưng mà đủ đồ cái là mạnh ngay, có huyết trượng rớt ra rồi. Rồi roll tiếp anh em nhá. Đấy, chưa được. Tầm này vẫn chưa được đâu, phải roll tiếp thôi. Ra bây giờ ra con rớt thì ngon này. Tham quá không nhỉ? Ra thử con rớt thế nào. Heo rồi. Ui giời ơi, ra con rớt đi cho nào. Không có. Ui heo hai. Heo hai à. Rồi bán Grand Herat đi vậy. Con này 1 sao á, chưa cần 2 sao. Mấy con kiểu Saudivo hay là Grand Herat thì kích hệ thôi mà. Mấy con này kích hệ thôi mà. Những cái con quan trọng, ví dụ con heo này, con già này, hay là con rớt là những con ưu tiên. Con Thunder Spirit hay là con Phượng Hoàng là những con ưu tiên phải lên sớm. Còn những cái con kia thì kích hệ thôi. Ui anh em ơi, đẩy kinh quá kìa. Đấy, ui cái thằng này nó form được bài, nó đi đấm tôi này. 6 Glacier kết hợp với cả 4 cá đấy mà. Rồi đây là round 25 rồi. Thôi từ từ đã, đợi. Round sau chúng ta có khả năng là vẫn phải roll tiếp. Nhưng mà trận này cái cơ sở là tôi roll là vì là cái con rớt thôi, chứ còn không phải con già đâu. Nên là có rớt thì là sẽ ra trứng là đập trứng luôn cho rớt. Đấy. Chắc chắn là tôi sẽ còn phải khô máu rất nhiều khi mà bây giờ cái con già và con rớt nó chưa lên được 2 sao. Từ từ đã, tôi bỏ cái con này đã. Bỏ luôn đã đi. Cho vào là khó ra hơn anh em ạ. Chúng ta bỏ những cái con ở trong kho ra để chúng ta lấy kiếm những cái con 5 đô. Đấy, như con rớt là cần phải bỏ bớt cái con Dark Spirit ra. Nếu không chả may mà chúng ta roll nó ra con Dark Spirit thì rất có thể cái slot đấy nó chính là cái slot của cái con rớt đấy anh em. Rớt giật. Giật có vẻ hơi đuối. Ok, ra rớt hai. Được. Con heo này tín đấy. Đấy anh em thấy không? Con heo này uy tín mà. Heo ở trong cái bộ này nó được hưởng gót đấy anh em, hưởng 4 gót đấy, heo đẻ liên tục.
Rồi. Cái này được chưa? Chưa được. Này vẫn chưa ổn đâu. Này vẫn phải roll tiếp. Rồi. Đấy, roll tiếp cho anh em nhá. Chúng ta à, từ từ đã, khép đồ đã. Quên. Khép đồ trước. Ui rồi ơi. À thôi, có cái trượng thần bí này cũng được. Nha, tí nữa đợi đi. Trượng thần bí này cũng được này. Tí nữa đợi cái gậy bão thôi mà. Có, được, sử dụng được đấy. Gậy bão hoặc là cái gậy hack là được rồi. Từ từ đã, bây giờ chỉnh lại đội hình một chút. Thực ra là bây giờ cái con rớt ấy, nó chúng ta để lên cao cho nó chết đi, xong rồi cái con heo nó sẽ gọi ra con rớt 2. Thì chính ra là chúng ta cũng có một con rớt 2 trong đội hình rồi. Đấy, nó có một cái kiểu là như thế, kiểu chơi như thế. Nên là có khi là từ từ đã, chúng ta tích tiền nhiều nhiều một chút rồi chúng ta roll. Bởi vì là với 7 tiền này thực ra roll một cái thôi ấy, thì nó không ra nó rớt đâu anh em ạ. Tẩy, anh em tẩy chưa? Ui giời. Anh em nhìn thấy chưa? Cái con rớt nó chết xong nó, cái con heo nó gọi ra con rớt 2 nó giật đau lắm. Khác gì chúng ta có cái con rớt 2 đâu. Anh em thấy không? Đấy, quan trọng là như thế. Rồi, luôn cuối đấy chưa? Anh em thấy chưa? Cầm một cái lượng tiền nó ít như này nó rất khó có thể ra được cái con co. Chúng ta cần là cần phải có một cái lượng tiền nhiều chúng ta mới roll được. Hoặc nếu mà chúng ta không có một cái lượng tiền nhiều ấy thì chúng ta phải may mắn. Đấy, tự ra thôi. Bây giờ có thể rất có thể đang ở level 9 với 5% đúng không? 5% thì cái may mắn nó sẽ có thể là có một chút may mắn là ra được con rớt đấy. Thôi nói chung là chúng ta sẽ phải đợi con rớt 2 ra. Chứ còn ra 2 thì bây giờ khó hơn là con rớt rồi. Nhìn là biết là rất khó rồi. Thôi tôi lấy luôn cái đám ma pháp này là cũng được này. Đám ma pháp tí nữa ghép gậy bão. Ui ôi con rồng bờ linh ở dưới này. Căng quá nhờ. Thôi chết rồi. Heo không kịp gọi ra sớt. Càng ấy. Ây à, 11 máu cơ. Ui tôi tưởng nó rớt. Không phải. Ui giời, đồn cái thế nào. Đây rồi anh em ơi. Trời ơi, vừa kịp là đủ tiền. Thôi xong rồi. Mày chỉ lừa tao một lần thôi nhá. Quả trứng này thì chắc chắn là không phải lừa đảo rồi. Hay quá anh em ơi. Thôi được rồi đấy, thế nó ổn rồi đấy. Rồi bây giờ ra, hy vọng là sẽ ra được con gì nhỉ. Thôi bây giờ rớt 2 rồi thì lên 10 thôi. Đấy, bây giờ thì chúng ta đợi cái con Light Spirit thôi. Yeah. Chuẩn rồi, Light Spirit vào 4 cọc. Đấy, 4 cọc 6m. 6m thì bây giờ thế này là ok rồi, 6m rồi. Bây giờ lên 10 cho 4 cọc vào thôi. Thêm 4 Spirit vào nữa. Phượng Hoàng lên 2 sao nữa là cũng mắc binh đấy. Bây giờ chắc sợ nhất là cái nhà Exit thôi anh em ạ. Rồi thằng này không sợ. Thằng này là cắt được. Thằng này là cắt được. Yên tâm. Chúng ta là chơi là God. Ôi trời, chưa bị đu rồi. Ui không bạn ơi. Không bạn ơi. Heo đẻ anh em ạ. Ôi heo gánh cho tôi 10 điểm. Ui giời, quá tuyệt vời, quá xuất sắc luôn. Trời ơi, quả bị đu mà vẫn ăn được. Rồi từ từ nhá, tôi pick thêm mấy cọc đã này. Pick thêm mấy con Fortuner Teller vào lấy cọc đã. Rồi chúng ta lên 10 kẹp cọc thôi anh em. Giả sử như không có Light Spirit thì chúng ta cũng có Fortuner Teller để lên 10 up vào xong rồi cho vào. Được đấy anh em ạ. Cái con này nó có một cái điểm yếu đấy chính là nó là con 5 đô. Vì vậy nên là khả năng bị Doom là cao. Đấy mà cái tôi có cái dây truyền giải. Nhưng mà cái dây truyền giải này hiệu ứng ấy nó chỉ giải cái hack thôi. Còn nó không giải được cái Doom nha anh em nhá. Doom thì không được giải được. Nên là khi bị Doom thì là quả bị đấm nó tí sấp mặt luôn. May mà cái con heo nó lại gọi ra cái con thuyền anh em ạ. Thuyền nó thả ra thế là nó giết được khá con rồi. Nó lại gây khống chế nữa. Đúng lúc đấy con rớt của tôi nó lại tỉnh dậy. Nó lại hết bị Doom. Thế là nó lại giật cho một phát. Thế là coi như là bay màu luôn. Một giật là 13.000 máu. 13.000 đam. Quá khủng khiếp anh em ạ. Trời ơi rớt kinh chưa này. Bây giờ con già nó mới có 2 con. Rớt thì đã đến 3 con rồi. Dã man. Trận này rớt độ rồi anh em ạ. Nên là tôi vẫn chưa bỏ con rớt ra khỏi cái kho đâu nha anh em nhá. Vì tôi nghĩ là cái trận này có thể là tôi sẽ lên được con rớt 3 đấy anh em. Liệu rằng nó có tham vọng quá không nhỉ? Liệu rằng đây có vẻ là cái tham vọng quá của tôi không? Thôi được rồi, cứ từ từ. Bây giờ nói chung là nó kiểu đội hình nó ổn rồi ấy.
nó cũng chả sợ thằng nào ấy. Nên là chúng ta có cơ hội chúng ta giữ 50 tiền rồi lên 10 đấy, sau đó thì lại 50 tiền để roll rất ba thôi. Nhẹ nhàng thế thôi. Con này mà lên 3 sao rồi chắc là một giật là coi như là chúng sinh bình đẳng luôn như là gì nữa. Đúng không? Chắc là thế rồi. Một giật là chúng sinh bình đẳng thôi anh em ạ. Đơn giản thế thôi, nhẹ nhàng cho tôi tí nữa. Có cái huyết trượng 2 này, có cái bão này. Ôi giời ơi, không dám nghĩ nữa anh em ạ. Rồi, đồ ngon tí nha, xem cái đồ ngon ngon tí nha. Đồ à? Thực ra cái RO ấy, tôi có cái ngọc giảm hồi chiêu thì tôi lại không muốn lấy cái RO, tôi lấy cái sắp băng lại ngon hơn anh em ạ. Thật, cái ngọc giảm hồi chiêu này con rớt nó giật nó cũng nhanh mà, nó cooldown nhanh không à. Cần gì phải hai cái pha ra phát giật liên tục đâu. Giật phát nghỉ tí thì có làm sao nhỉ? cho nghỉ mấy giây thôi mà, sao lại giật phát nữa. 4 gót cơ mà. Đúng không? 4 gót thì cái cooldown nhanh không. Tự nhiên ghép cái RO nó lại phí đi. Đấy. Khi mà con rớt này có thể nó giật được 3 phát. Rồi, từ từ đã. Tất nhiên là tôi cũng sẽ ghép cái RO nhưng mà tương lai nha anh em nhá. Tương lai khi mà chúng ta có huyết trượng mà chúng ta giật 2 phát là chết hết toàn bộ đội hình địch ấy thì cái RO nó lại ngon hơn. Đấy, còn khi mà chúng ta giật 2 phát mà địch không chết thì cái RO là cũng không ngon lắm nha anh em nhá. Rồi. Ôi trời. Khả năng là heo bị bớ này. Giật. Ui được quá, đùm đâu. Ôi giời ơi, nó đùm vào trước kịp đùm tôi. Thì tôi là coi như là đã đùm bay màu rồi, giật trúng có đùm anh em ạ. Trời ơi, đẩy thằng này 28 máu. Quá căng. Cái thằng Eco của tôi chết rồi kìa. Ui cái bão này. Ôi giời ơi, tuyệt vời quá đi với tôi. Lại còn có thêm một cái giáp thép nữa. Cái giáp thép này cũng rất là ok nhá. Giáp thép này là tuyệt vời đấy. Mà trận này nhiều cái thằng nó chơi kiểu đam vật lý, giáp thép nó là ok luôn. Trời ơi mạnh quá rồi, tự nhiên lại rơi ở đâu ra cái đồ chấn phái đấy nhở. Ui giời ơi, cái tầm này mà ra cái đồ chấn phái cho tôi đỡ làm sao được. Mặc dù là tôi không có huyết trượng nhưng mà tự nhiên lại lẩy sang cái gậy báo anh em ạ. Trời ơi, ra cái gậy báo thì các bạn đỡ kiểu gì. Lần này thằng nào gặp tôi là quỳ xuống xin thua hết tôi. Rớt giật một phát, giật hai phát. Rồi, ui. Ô, cái gì nhở? Khéo ổn rồi, tôi chết tôi rồi, không được. Không được, cái bọn Aegisid này nó giật nó không chết nhưng mà nó lại có mấy cái dây của nó bất tử, nó đấm ngược lại luôn. Ui lại còn một cái thằng này, nó còn hai thằng cơ anh em ạ, còn thằng ở trên nữa cơ. Cái thằng ở trên nữa cơ, thôi chết rồi. Kiếm bài counter thôi anh em ơi. Counter gấp thôi còn kịp anh em ơi. Kiếm bài counter gấp thôi. Mẹ ơi, vãi cứt. Từ từ nhá, cái bọn Aegisid này là không chơi gót cọc được đâu. Bình tĩnh, từ từ. Cọc nó là phải cọc tô tem cơ anh em ạ, chứ không phải là cọc sát thương. Nhưng mà không, tại sao tôi lại phải sợ? Tôi chỉ bị lọt một round thôi mà, còn những cái thằng khác mình đâu có thua đâu. Ui nhở, thế thì được gì mà phải sợ. Ui giời, mấy cái thằng này đương nhiên là tôi ăn được rồi. Cái tầm này thì sợ nhéo mấy cái thằng lai ở đâu. Ê. Ôi giời, thua luôn á, thua cả thằng này luôn á. Thế thì không được rồi anh em ạ, thế thì phải counter gấp rồi, kiểu counter gấp. Ôi giời, thế thì hóa ra cái bài mết bây giờ nó yếu cái cỡ này như này cơ à. Điên mẹ mất thế tên rồi. Này không ổn rồi anh em ạ, chết rồi. Tham vọng gì con sớp 3 nữa đâu, khổ thế chứ lị, lại thua hết à. Thằng này nó Berlin phát rồi, nó khạc cho mấy phát trên hết rồi nào. Còn cái thằng này nữa này, ôi mẹ ơi, sao mà nhìn sợ thế. Không ổn rồi anh em ơi. Thôi rồi, thôi chốt thế nhá anh em nhá, phải pick bài vào counter. Mình cứ tự tin quá là không ổn đâu. Nhưng mà thực ra là con Light Spirit nó vẫn chưa ra. Đấy, cái vấn đề đó là vừa lẽ tôi bỏ bớt ra, tôi kiếm con Light Spirit đấy chứ. À, không sao anh em ạ. Con thở còn cơ anh em nhá, còn 20 máu mà. 20 máu, bình tĩnh. Ui, lại gặp thằng này, sao đen vậy. Ôi, sao lại cứ gặp thằng này là sao.
Thôi chết tôi rồi. Ôi rồi ôi. Tôi xin đấy. Thôi chết tôi rồi anh em ơi. 10 máu mỗi nào. Tôi còn gặp cái thằng Witcher nữa. Cái thằng Witcher ở phía trên nữa kìa. Hỏng rồi anh em ơi. À, Witcher ở phía trên kẹp cũng là hai cá nha anh em nhá. Exorcist Witcher hai cá vào. Thôi chết rồi. Top 4 à. Bây giờ tôi thua hết anh em ạ. Tôi bây giờ tôi chỉ ăn được cái thằng Warrior thôi. Bây giờ cho gặp Warrior round sau cho sống một round nữa được không? Round này xin cái huyết trượng. Trời ơi xin đấy. Thôi chết tôi rồi anh em ơi, làm nào bây giờ? Đừng có cho gặp thằng Exorcist nữa nhá. Hai thằng Exorcist cơ. Ôi trời ơi. Và nhớ hiểu sao cái round vừa rồi tôi lại gặp cái thằng Exorcist chứ. Tôi vừa gặp nó xong lại gặp lại nó lần nữa anh em ạ. Trời ơi, vừa nãy vẫn còn tự tin là đấm hết, bây giờ sao mà trông tôi hèn thế nhở anh em nhở. Hèn quá đi mất tôi. Bây giờ chỉ hy vọng là không gặp cái thằng đấy thôi. À đây rồi, có món đồ này ngon. Huyết trượng, chắc chắn rồi. Đây rồi anh em ơi. Tí kẹp tổ tem vào anh em ạ. Kẹp tổ tem vào anh ra mới ăn được. À, thôi Rona, Light Spirit. Con này ạ. Tạm thời là cũng chơi được nha. Ui, được. Lên 2 sao không? Được anh em ơi, trời ơi, cứu tinh đây rồi anh em ơi. Từ từ nha, phải lên 2 sao anh em ạ. Dồn đồ cho con này anh em ơi, cứu tinh của tôi đấy, trời ơi, ra hợp lý đấy. Lốc lên, đúng rồi, ôi trời ơi. Cứu giá bạn ơi, quá tuyệt vời, ôi trời ơi, sợ quái ơi. Thoạt chết trong găng tấc luôn. Ôi trời ơi, đây rồi anh em ơi. Thôi, cậu cầm hết đồ cho tớ. Đây rồi anh em ơi. Trời ơi, chí mạng quá đi mất tôi. Quả chí mạng quá. Bây giờ cái tầm này tôi có cần gì cái con Light Spirit nữa đâu anh em ạ. Bây giờ anh em biết là gì không? Squire gánh hết. Dồn toàn bộ đồ cho Squire anh em ạ. Bây giờ nha, giật phát chết hết bọn nó đi. Xong rồi zombie cái gì? Zombie đúng không? Bất tử đúng không? Lốc lên. Quá tuyệt vời anh em ơi, chí quá đi mất tôi. Lốc lên, đúng rồi. Rớt đúng lúc là cung đào xong, giật thêm phát nữa. Trời ơi, lại thoát chết trong găng tấc. Ui trời ơi, vẫn còn đi cọc. Trời ơi, vừa lấy mày đẩy tao 10 màu đúng không? Bây giờ không có chuyện đấy nữa đâu. Nhưng mà cũng hết hồn đấy. Bây giờ nha, anh em biết là gì không? 4 totem kẹp với cả Squire, kẹp với cả God anh em ạ. 4 totem kẹp Squire, kẹp với cả Godmate. Đó. Chứ không phải là như này đâu. Cứ bình tĩnh, đợi chút. Nếu mà giả sử nhưng mà không ra được 4 totem ấy thì chúng ta sẽ bỏ 6 mét đi. Đấy, xong kẹp Storm Shaman vào. Chơi 4 cặp kết hợp với 3 mét thôi. Ok. Đấy, nha anh em nha, chuyển như thế là ăn được cả hai thằng. Trời ơi, chí quá đi mất tôi Tuấn ơi. Lốc lên. Đúng rồi, ui giời ơi. Cùng đào xong, giật thêm phát nữa. Đúng là như thế. Ui giời ơi, kìa, đừng để nó đẩy. Tôi chết tôi rồi, nó đẩy tiếp đây. Ui giời ơi. Cũng hên xui lắm anh em ơi. Rồi, tôi đẩy được cái thằng kia đi rồi. Cái thằng Witcher bị tôi đấm chết rồi anh em ạ. Bây giờ còn thằng Hunter là khó hơn. Anh em cũng biết là cái bộ Exorcist Hunter kinh khủng lắm anh em ạ. Nên là từ từ đã. Từ xem nào. Ụt. Ra con Light Speed này. Bây giờ cho Light Speed vào không nhỉ? Rao này thì bây giờ Storm Shaman nó chưa lên được 2 sao ấy. Nên là bây giờ cho vào thì cảm giác nó chưa đủ đam. Từ từ đã, Storm Shaman phải lên được 2 sao đã anh em ạ. Rao sau roll con Storm Shaman lên 2. Chưa có 4 totem nên là phải cẩn thận. Rồi, cướp nhá. Cướp, ui ơi, không kịp cướp. Chậm quá. Giật, lốc lên. Ơ, sao không phải cái lốc. Thôi chết tôi rồi anh em ơi. Ui, vẫn sống anh em ạ. Vẫn sống, may quá. Tôi cứ tưởng là coi như là chết.
Rồi Ron Stone Saman thôi. À từ từ đã. Đang này nó quái mà. Từ từ. Bình tĩnh. Rao sau có tiền mới Ron được. Nếu mà Ron được ra con Stone Saman thì tôi sẽ bỏ mết ra. Như này này anh em này. Đấy, như này này. Còn nếu mà giả sử như mà ra con Khan nhá thì nó sẽ là cái con totem nó sẽ vào. Đấy, bốn cọc totem luôn. Bỏ Spirit đi. Đây, cho con này vào. Bốn Saman kết hợp với 3 mết và bốn totem thì là cũng chơi được nha anh em nhá. Nhưng mà từ từ đã, nó phải 2 sao. Anh em ạ, nó phải 2 sao. Khan thì nó cũng phải lên 2 cơ. Nên là bây giờ chưa ra Khan thì khả năng cao là cũng hơi khó. Rồi, từ từ đã. Vẫn có nhiều cách để counter mà, nhiều cách để counter nhá. Chúng ta xoay theo cái gì mà chúng ta được cho đã. Rồi, ghép được cái búa set 2 cũng được. Ok. Dồn toàn bộ đồ cho con này luôn. Rồi, cái món này thì tôi không ghép bởi vì là chúng ta sẽ không được cái stack đâu. Rồi, roll nhá anh em nhá. Đó, kiếm con Storm Saman à. Rồi, Storm Saman. Đây rồi anh em ơi, tuyệt vời luôn. Hay quá đi mất tuổi anh em ơi. Thế đủ đồ nghề chơi rồi đấy. Đủ đồ chơi rồi. Cướp vào tê su, tuyệt vời, cướp được rồi anh em ơi. Rồi, lốc nó lên. Ơ sao bây giờ nó không lốc nữa nhở? Bây giờ nó lại là cái cấm đánh, nhưng mà thôi không sao, cũng được, cũng cấm đánh là được rồi. Ui rồi, quay luôn anh em ơi. Rồi ơi, bây giờ tôi đang coi như là làm chủ cuộc chơi luôn này anh em ạ. Rồi, bỏ này đi. Có liệu rằng có thể ra được Khan không? Cũng ra nổi con Khan luôn. Rồi xong rồi. 11 máu. Đối thủ chỉ còn 11 máu thôi. Không ra con Khan anh em ạ. Nhưng mà không sao. Như này là counter rồi. Nếu mà ra Khan thì chúng ta sẽ chơi kiểu kẹp tộc totem. Nó còn mạnh nữa cơ. Nó counter bọn này hơn nữa cơ. Rồi. Ơ tách đồ hình ra. Cái con rớt này nó đâu có sợ. Tách hay là không tách đâu. Đấy, ui giời ơi. Ui con Vi đẩy nhớ hơn kìa anh em kìa. Ôi xong rồi, bị cấm đánh không đấm được luôn. 11 máu đi rồi, anh em thấy chưa? Nó vào tâm thạo 10 cái bộ này rồi. Làm gì có cái chuyện mà thua được. Chả qua lúc đầu là hơi khinh địch thôi. Và trận đấu này tôi dồn toàn bộ đồ với con Squire anh em nhá. Và đây nó cũng chính là yêu cầu của anh em Mr. Big Cell. Anh em Mr. Big Cell có yêu cầu là tôi chơi một cái lap nào đấy mà tôi dồn toàn bộ đồ cho con Squire làm co. Và phải nói thật với anh em là sau bao nhiêu trận đấu thì đã có dịp để có thể thể hiện ở trong cái trận đấu này. Thực ra đây là một cái trận đấu mà tôi xoay sở thôi. Đấy, nhưng mà nó có cái cơ hội để thể hiện cái yêu cầu của anh em. Quá tuyệt vời phải không? Nếu anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhá. Một trong những cái đội hình tier S mà anh em đã lãng quên. Nhưng mà hiện tại nó cũng đang rất mạnh đấy anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải với đội hình tất sát trùng sinh, một trong những cái đội hình mà chơi khỏe ở trong beta này anh em nhá. Nếu anh em đã quá chán với ngũ long hòa hình cũng như là những cái bộ Hunter Exit thì đây là một cái đội hình để cho anh em đổi gió trước khi nhà phát hành update. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!